Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình Thắng. Mình làm những video về sức khỏe, khoa học và đời sống. Và trong video này mình sẽ trả lời cho các bạn một câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi. Đó là anh ơi, bao nhiêu lâu thì nên đi ráy tai một lần? Nào, chúng ta bắt đầu video lần này thôi. Để bắt đầu video lần này thì việc đầu tiên mình muốn nhắc các bạn là đi ráy tai là đi lấy ráy tai ở bác sĩ nhá. Thế còn là mình không khuyên các bạn đi lấy ráy tai ở các tiệm cắt tóc gội đầu. Tất nhiên mình không có nói là những người này không giỏi, vì thực ra ấy là nói thật, có những anh cắt tóc gội đầu lấy ráy tai rất là sướng, rất là khéo, nhưng có một vấn đề đó, thứ nhất là họ không đủ thiết bị. Tại vì có những cái vấn đề là có khi đó, đôi khi đó không phải ráy tai, có thể là những tình trạng bệnh lý như nấm tai, có thể là viêm ống tai vân vân ấy, thì họ không có đủ kiến thức để xác định được bạn bị bệnh gì, họ chỉ có lấy những gì bẩn bẩn ở trong tai ra thôi. Thứ hai là họ có thể sử dụng những phương pháp không đúng, ví dụ như là có rất là nhiều người ấy, sử dụng phương pháp đó là đổ oxy già vào tai, nhưng sau đó họ không rửa sạch được tai bạn, thì đôi khi cái oxy già tồn dư cộng với những cái tình trạng viêm có thể có sẵn các bạn, nó có thể làm tăng lên hoặc là gây ra những tình trạng viêm ống tai sưng vù lên của các bạn đó. Cái số 3 đó là dụng cụ lấy ráy tai ở đó, thứ nhất là không phù hợp, không đủ đảm bảo an toàn, nghĩa là họ có rất là nhiều dụng cụ thì móc rồi bẩy các thứ, nhưng mà nó đều làm bằng những cái loại tôn rất là mỏng và nó rất là sắc, đôi khi là chỉ cần không nhẹ tay các bạn có thể bị chảy máu hoặc tổn thương ra ống tai. Thứ hai đó là cái việc sát khuẩn của nó thì không được tốt, các bạn cứ bảo ở đấy mọi người ta rửa bằng cồn vân vân ấy, thế nhưng mà có những thứ bệnh lý thì cồn nó không giải quyết được vấn đề, ví dụ như viêm HIV chẳng hạn đấy, nếu người ta lấy dụng cụ đó mà gặp một người khác mẹ họ bị chảy máu thì sao. Thứ hai đó là có thể là bị nấm, mà nấm thì cồn nó không giải quyết được vấn đề các bạn, cồn nếu mà những tổ chức nấm chúng mình phải sử dụng những cái bình hấp, sau khi rửa sạch rồi chúng mình phải cho vào lò hấp dưới nhiệt độ và áp suất cao ấy, thì mới có thể tiêu diệt được hết những cái bào tử nấm. Thế nên là cái khả năng mà các dụng cụ ở đó thì nó cũng không được đảm bảo. Và tất nhiên rồi là lấy ráy tai ở tiệm cắt tóc thì không ai đảm bảo cho bạn về việc là tai bạn sẽ không bị làm sao. Tất nhiên là còn nếu bạn đến bác sĩ thì bạn mới có thể bắt đền được, chứ còn đến tiệm cắt tóc bắt đền kiểu gì, đúng không? Thì đó là những thứ mà mình nói là lấy ráy tai thì phải đến bác sĩ. Thứ hai đó là bao nhiêu lâu cần lấy ráy tai một lần, thì mình xin thưa nói luôn này, nếu bạn chưa bao giờ đến bác sĩ lấy ráy tai thì bạn có thể đến bất cứ lúc nào để vệ sinh tai và kiểm tra xem là da ống tai và tai của chúng ta có vấn đề gì không. Nhưng này, nếu bạn hỏi là mình là bao nhiêu lâu thì tự vệ sinh tai ở nhà, tự ngoái tai, thì mình xin thưa là không cần thiết phải vệ sinh tai và ngoái tai ở nhà. Nếu các bạn muốn xem những cái video mà vệ sinh tai đúng cách của mình thì bạn có thể xem một video ở bên góc bên này. Nhưng thế ráy tai là cái gì? Ráy tai chỉ đơn giản đó là những cái tế bào da chết cộng với dịch tiết của ống tai của chúng ta, nó hòa trộn với nhau. Nếu cái dịch tiết đó nhiều thì gọi là ráy tai ướt, nếu dịch tiết đó ít thì gọi là ráy tai khô. Và những cái khối, những cái dịch tiết và những cái này nó sẽ tự động được đẩy ra ngoài theo cái chu trình của cái da ống tai, nó cứ đẩy dần ra ngoài và tự nó đẩy ra ngoài, xong nó sẽ bong ra và bạn nó sẽ rơi ra chăn, ra gối, ra giường, bạn không để ý đâu. Chỉ có khi ấy, bạn cứ cố tình ngoáy vào nó, cố tình cậy nó thì nó sẽ tạo ra những cái vụn hoặc là những cái khối rất là to, nhất là với ráy tai ướt ấy, sẽ đẩy sâu dần vào trong. Mình đã gặp rất là nhiều trường hợp, dù từ trẻ em với người lớn, có những người ấy, mình nói thật, họ nói với mình một câu đó là 40 năm nay mới được nghe rõ như thế, vì ngày nào họ cũng lấy tăm bông, họ ngoáy tai, họ ngoáy vào và nhồi toan ráy tai vào trong. Và đến khi lấy ra thì họ bảo ôi sao về nhà thấy tivi nghe to thế, vì họ bị nút tai đến hàng bao nhiêu năm rồi, trẻ em cũng thấy bố mẹ ngoáy cho các bé, chưa kể đến cái khả năng là tự ngoáy tai ở nhà có thể gây ra những tình trạng viêm ống tai, nấm ống tai vân 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 vân, chấn thương ống tai nữa. Chính vì thế mà không nên tự vệ sinh tai ở nhà. Nếu vệ sinh tai bạn chưa từng đến bác sĩ bao giờ thì nên đến vệ sinh tai ở bác sĩ. Sau đó thì sau khoảng 2 tháng bạn đến kiểm tra lại. Nếu ráy tai của bạn sau 2 tháng đến bác sĩ mà nó vẫn ít ấy, thì thực ra là về sau bạn chỉ cần 3 đến 6 tháng bạn đi đến bác sĩ để vệ sinh tai một lần thôi. Thế còn nếu mà sau 2 tháng bạn đi kiểm tra mà ráy tai bạn lại nhiều, đây gây những tình trạng khó chịu như bị tắc tai, khó nghe này, ngứa tai của bạn nhiều ấy, thì bạn nên đi đến kiểm tra và lấy vệ sinh tai ở bác sĩ khoảng 2 tháng đến 3 tháng một lần. Thế thì vấn đề nó là như này, có rất nhiều bạn bảo là anh ơi, nhưng mà ráy tai của em có nhiều lắm, cứ như thế 2 tháng đến 3 tháng đến một lần thì làm sao mà tốt được. Thì thực ra ấy, các bạn phải nên nhớ rằng cái lần đầu tiên đến bác sĩ ấy,
bác sĩ sẽ xác định được chính xác cái tình trạng tay của bạn ấy. Và nếu mà tay của bạn có vấn đề về da sẽ được điều trị tốt. Và khi mà da bạn tốt rồi ấy, thì về sau cái tình trạng sinh ráy và những cái ráy nó nhiều ấy, nó sẽ ít đi rất là nhiều. Đây là kinh nghiệm của chính bản thân mình. Có một ngày trước ấy, mình cũng có rất là nhiều ráy tai. Có cái khi mà mình chưa làm tai mũi họng, mình có rất là nhiều ráy tai và mình cũng rất thường xuyên lấy ráy tai vì mình không có biết được những cái kiến thức mà mình vừa nói cho các bạn. Nhưng khi mình bắt đầu làm về chuyên ngành này và thật sự là mình cũng thắc mắc là mình có ráy tai nhiều như thế, thì mình đã nhờ đồng nghiệp của mình soi cho mình cái ráy tai cho mình. Và khi mình nhìn tai của mình kiểm tra và chúng mình cùng nhau thảo luận và đã điều trị tai cho mình vì mình bị một cái vấn đề là da ở vùng tai và vùng đầu nó hơi bị khô ấy. Thì về sau mình về mình thay đổi nước tắm, nước gội đầu. Và thứ hai đó là đợt đó thì mình ngoài việc là mình điều trị cho da nó hết vẩy ra thì mình còn dưỡng da vùng da vùng tai nữa. Và bây giờ xin thưa với các bạn là 6 tháng mình kiểm tra tai một lần thì ráy tai vẫn không nhiều và cũng chỉ cần lau sạch là hết. Thì có nghĩa là không phải là các bạn cứ bảo là cơ địa em nhiều ráy, phải đến bác sĩ để biết được rằng là xem và rút cục thì nó là như thế nào. Và tất nhiên rồi, nếu các bạn có cơ địa nhiều ráy thật thì 2-3 tháng bạn vệ sinh một lần là đủ, chứ không cần thiết là phải ngoáy tai hàng ngày hay ngoáy tai hàng tuần. Nhiều người sẽ hàng tuần đi đến tiệm cắt tóc để ráy tai đấy, kiểu như thế. Thì đó những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn đừng nghĩ là việc là ráy tai thì lâu thế thì có vấn đề gì không. Không các bạn ạ, yên tâm, mình 6 tháng kiểm tra tai một lần mà không có vấn đề gì cả. Và nếu các bạn thấy video này hay thì like, share và subscribe kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.